Chào các bạn, hôm nay Cadence Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2021. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. California đã bắt giữ được hai nghi phạm bắt cóc và cưỡng hiếp hai phụ nữ đang đi dạo tại trung tâm Huntington Beach. Mới đây thì Sở Cảnh sát Huntington Beach cho biết họ đã bắt giữ được hai người đàn ông vì tình nghi là bắt cóc và hãm hiếp hai người phụ nữ ở Huntington Beach, tiểu bang California vào hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 6 vừa rồi. Theo Sở Cảnh sát Huntington Beach, hai nạn nhân đang đi dạo ở khu trung tâm thành phố vào hôm Chủ nhật thì bất ngờ bị hai người đàn ông bắt cóc và hãm hiếp. Sau đó, hai nghi phạm thả hai nạn nhân ở khu Pacific Coast ngay ngã tư với đường Warner. Một người đi đường đã phát hiện ra hai nạn nhân và báo cáo với cảnh sát. Hai nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra với nhiều vết thương trên người và trong trạng thái hoảng loạn về tinh thần. Sau khi tiến hành điều tra, thì cảnh sát bắt giữ được hai nghi phạm là Florentino Basilo, 47 tuổi, và Angel Eva Risto, 30 tuổi. Cả hai nghi phạm bị bắt giữ tại Long Beach và họ không có bất cứ mối quan hệ nào với hai nạn nhân. Hiện Sở Cảnh sát Huntington Beach đang kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin để phục vụ điều tra qua số điện thoại 714-375-5066. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì 3 người đã chết trong một vụ xả súng tại ngôi chợ có tên là Publix ở Florida. Các nhà chức trách cho biết vào hôm thứ Năm, một vụ xả súng tại ngôi chợ Publix ở Florida đã khiến cho 3 người thiệt mạng, bao gồm cả kẻ tình nghi xả súng. Vụ nổ súng xảy ra ngay sau 11 giờ 30 phút sáng bên trong một ngôi chợ Publix tại địa chỉ 1100 Rayon Palm Beach Boulevard. Các cảnh sát đã tìm thấy một người đàn ông, một phụ nữ và một đứa trẻ chết vì vết thương do đạn bắn. Không có thông tin chi tiết nào khác, bao gồm cả việc người bắn chết như thế nào, được đưa ra ngay lập tức. Joey Mendoza, 62 tuổi, là một cư dân Rayon Palm Beach, nói với South Florida Sun Sentinel rằng ông vừa đến chợ và vẫn đang ngồi trên xe trong bãi đậu xe, thì ông phát hiện các cảnh sát vội vã đi vào bên trong. Phát ngôn nhân của ngôi chợ Publix cho biết, chúng tôi đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật địa phương để điều tra thêm. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì một người đàn ông gốc Việt đã bắn một cậu bé 6 tuổi bị thương. Một cậu bé 6 tuổi đã bị thương vào chiều hôm Chủ nhật khi đang chơi bên ngoài nhà của mình ở khu số 1300 Kenleywood Lane ở thị trấn Silanti. Ryan Lê Nguyễn, 29 tuổi, đã bị buộc tội trong vụ xả súng, theo một báo cáo của Em Life. Theo Arnold Daniel, cha của Kobe, thì các con của ông đang đạp xe trong khu phố thì dừng lại, bỏ xe trước nhà hàng xóm. Khi Kobe quay lại lấy xe đạp, thì thấy Ryan Lê Nguyễn ra ngoài với một chiếc búa trên tay. Sau đó, anh ta vào lại nhà của mình và bắn một phát đạn xuyên qua cửa sổ, trúng tay của Kobe. Arnold nói rằng gia đình đã có vấn đề với người hàng xóm trước đây. Cậu bé bị thương không nguy hiểm đến tính mạng và Lê Nguyễn hiện bị buộc tội hành hung với ý định giết người. Tiền ấn định tại ngoại của anh ấy được đặt ở mức là $10,000. Tuy nhiên, văn phòng công tố hạt Wastano đã không đồng ý quyết định cho phép thế chân của thẩm phán. Hiện văn phòng công tố đang thúc đẩy việc thu hồi tiền thế chân của nghi can và Nguyễn bị cảnh sát giam giữ trở lại. Em Live và đưa tin. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì MC nổi tiếng của Mỹ đã chê trứng vịt lộn, trứng bắc thảo của châu Á là kinh tởm và gần 12.000 người đã phản đối. Mới đây thì MC của một chương trình nổi tiếng có tên là The Late Show, James Corden, đã bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội vì có thái độ chế giễu ẩm thực và văn hóa của người châu Á. Cụ thể, hưởng ứng lời kêu gọi của Kim Saira là một ngôi sao mạng xã hội gốc Philippines, hiện đang sinh sống tại tiểu bang California, gần 12.000 người đã ký đơn khiếu nại trên trang chance.org để kêu gọi cô đần hủy bỏ tiết mục Spill Your Guts or Feel Your Guts. Trong chương trình The Late Late Show với James Corden,
Spill Your Guts or Feel Your Guts là tiết mục có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng trong vai trò khách mời của chương trình, và họ phải lựa chọn trả lời các câu hỏi mang tính cá nhân hoặc là ăn các món ăn được gắn mác là dị thường ở trên bàn. Đoạn video gây phẫn nộ không nằm trong một tập phát sóng gần đây mà đã được phát sóng từ năm 2016. Trong đó MC Corden cùng khách mời Jimmy Kimmel đã nếm thử và nêu cảm nghĩ về món trứng vịt lộn và một số món ăn châu Á khác. Khi được hỏi về cảm nhận khi thấy những người ăn món ăn nói trên, thì ông Kimmel, một người dẫn chương trình nổi tiếng khác tại Mỹ, đã nói rằng những món này trông thật là kinh khủng và mùi của chúng cũng không dễ ngửi cho lắm. Trong khi đó thì Corden lại nói rằng những món ăn đó thật là kinh tởm và khủng khiếp. Tôi thậm chí còn chẳng biết đó là món gì, MC này nói. Kim Saira, người khởi xướng phong trào kiến nghị phản đối tiết mục này cho biết, Corden đã bắt người chơi của mình ăn những món ăn từ các nền văn hóa châu Á khác nhau như trứng vịt lộn, trứng bắc thảo, chân gà và dùng từ kinh tởm để gọi những món ăn này. Đây là hành động phân biệt chủng tộc và thiếu tôn trọng. Saira cho biết trứng vịt lộn là một món ăn rất đặc biệt đối với văn hóa Philippines. Tôi đã ăn món này khi đến Philippines cùng bà và các anh em họ, nên đối với tôi nó không chỉ là món ăn mà còn mang ý nghĩa tinh thần. Ấy vậy mà Corden lại chê bai nó là kinh tởm. Được biết thì lá đơn kiến nghị của Saira yêu cầu Corden phải thay đổi hình ảnh của món ăn bị chê bai sang một thứ khác, hoặc bỏ hẳn tiết mục Spill Your Guts khỏi chương trình. Bên cạnh đó thì cô cũng yêu cầu Corden phải đưa ra lời xin lỗi chính thức trong chương trình và cam kết sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn trong những số tiếp theo, cũng như quyên góp để hỗ trợ các nhà hàng và doanh nghiệp nhỏ do người châu Á làm chủ sở hữu. Trong bối cảnh làn sóng kỳ thị người châu Á gia tăng, tiết mục này không chỉ vô cùng phản cảm mà còn cổ suý cho sự phân biệt chủng tộc chống lại người châu Á. Vì vậy, mới xảy ra tình trạng nhiều người Mỹ gốc Á thường xuyên bị bắt nạt và chế giễu vì các món ăn bản địa của họ. Chúng tôi yêu cầu James Corden và The Late Late Show phải chịu trách nhiệm về hành động của họ và những tác hại vĩnh viễn mà chương trình này đã gây ra cho các cộng đồng người gốc Á ở Mỹ. Cộng đồng người gốc Á xứng đáng nhận được lời xin lỗi chính thức từ chương trình và tiết mục này nên ngừng phát sóng, theo nội dung lá đơn kiến nghị. Kim Kardashian, Gordon Ramsay, Harry Styles, Kendall Jenner và Justin Bieber là một số nhân vật nổi tiếng đã tham gia vào tiết mục này trong vai trò khách mời. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì có những tên trộm đã lấy túi sách Louis Vuitton cao cấp giá trị hơn $100,000. Tin từ California, một đoạn video mới do một nhân chứng gửi tới KTVU cho thấy những tên trộm túi hàng xa xỉ chạy ngang qua một nhân viên bảo vệ đang đứng bên cạnh một cách trắng trợn, trong khi lấy trộm hàng hóa từ cửa hàng Louis có giá trị $100,000 ở trung tâm mua sắm Stanford. Cảnh sát Palo Alto cho biết nhóm trộm đã xông vào cửa hàng bán lẻ vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều thứ hai và lấy đi 36 chiếc túi sách. Theo cảnh sát, có tổng cộng 11 người tham gia và 5 phương tiện đi lại. Các nhà chức trách cho biết nhóm này đã phối hợp nhịp nhàng và có thể có liên quan đến một loạt vụ trộm cửa hàng ở các thành phố khác. Một trường hợp tương tự đã xảy ra tại một cửa hàng Neiman Marcus trong cùng một trung tâm mua sắm vào ngày 19 tháng 5. Mặc dù các phương tiện được sử dụng trong vụ việc là khác nhau, cảnh sát đang truy lùng một nhóm trộm. Họ đã lấy trộm túi sách Louis Vuitton trị giá hơn $100,000 từ cửa hàng tại trung tâm mua sắm Stanford vào đêm thứ hai. Năm ngoái thì camera an ninh đã bắt được những tên trộm sử dụng đá để đập vỡ hộp đựng đồ trang sức tại Bloomingdale's, lấy đi $83,000 trong 1 phút 20 giây. Theo Clear, một liên minh quốc gia về thực thi pháp luật và các nhà bán lẻ đối phó với tội phạm trộm cắp có tổ chức, nạn trộm cắp hàng hóa đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể từ sau đại dịch. Những chiếc túi này sẽ bán ở đâu? Có thể là Amazon hoặc là các thị trường trực tuyến khác. Bất chấp sự gia tăng gần đây, tội phạm có tổ chức nhắm vào các cửa hàng bán lẻ đã là một vấn đề trong nhiều năm ở khu vực vịnh. Vào năm 2018, thì 17 nghi can đã bị buộc tội vì một âm mưu cướp
nhắm vào các cửa hàng Apple trên khắp California, khiến hàng hóa bị mất hơn 1 triệu đô la. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì Thống đốc Texas cho biết tiểu bang sẽ xây dựng bức tường biên giới với Mexico nhằm bảo đảm an ninh. Tại hội nghị thượng đỉnh an ninh biên giới được tổ chức vào thứ Năm ngày 10 tháng 6 tại Del Rio, thì Thống đốc Texas là Greg Abbott thông báo rằng ông sẽ cho xây dựng một bức tường biên giới dọc theo ranh giới của tiểu bang với Mexico. Các cảnh sát trưởng, thẩm phán, quận, thị trưởng và chủ đất đã được mời tham dự hội nghị để nghe các quan chức tiểu bang nói về những hành động mà Texas đang thực hiện để bảo đảm biên giới phía Nam và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra trong khu vực. Ông Abbott sẽ thảo luận về các kế hoạch vào tuần tới. Trước đó, vào ngày đầu tiên nhậm chức, thì Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố ngừng xây dựng bức tường biên giới. Bên cạnh thông tin xây dựng bức tường biên giới, thì ông Abbott cũng công bố một loạt các sáng kiến biên giới, chẳng hạn như khoản phân bổ 1 tỷ đô la cho an ninh biên giới và kế hoạch thành lập lực lượng đặc nhiệm của Thống đốc về biên giới và an ninh nội địa. Ông Abbott phát biểu, nó sẽ giúp tất cả chúng ta ngăn chặn dòng người nhập cư và ngăn chặn dòng hàng lậu bất hợp pháp. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì Thống đốc Texas cho biết tiểu bang sẽ xây dựng bức tường biên giới với Mexico nhằm bảo đảm an ninh. Tại hội nghị thượng đỉnh an ninh biên giới được tổ chức vào thứ Năm ngày 10 tháng 6 tại Del Rio, thì Thống đốc Texas là Greg Abbott thông báo rằng ông sẽ cho xây dựng một bức tường biên giới dọc theo ranh giới của tiểu bang với Mexico. Các cảnh sát trưởng, thẩm phán, quận, thị trưởng và chủ đất đã được mời tham dự hội nghị để nghe các quan chức tiểu bang nói về những hành động mà Texas đang thực hiện để bảo đảm biên giới phía Nam và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra trong khu vực. Ông Abbott sẽ thảo luận về các kế hoạch vào tuần tới. Trước đó, vào ngày đầu tiên nhậm chức, thì Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố ngừng xây dựng bức tường biên giới. Bên cạnh thông tin xây dựng bức tường biên giới, thì ông Abbott cũng công bố một loạt các sáng kiến biên giới, chẳng hạn như khoản phân bổ 1 tỷ đô la cho an ninh biên giới và kế hoạch thành lập lực lượng đặc nhiệm của Thống đốc về biên giới và an ninh nội địa. Ông Abbott phát biểu, nó sẽ giúp tất cả chúng ta ngăn chặn dòng người nhập cư và ngăn chặn dòng hàng lậu bất hợp pháp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Nếu quý vị chưa nhấn nút subscribe và nhấn cái chuông ở bên phải của nút subscribe, thì mong quý vị hãy nhấn cái nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất từ kênh. Chân thành cảm ơn quý vị.